Anh Khôi, sao cô lại ở đây? Sáng nay em có nói là em sẽ đến lấy quà mà em đã tặng cho anh. Em thấy anh im lặng nên em nghĩ là anh đã đồng ý. Nhìn anh có vẻ đang lo lắng hả? Anh sợ Hải Yến biết đúng không? Sao cô biết Hải Yến? Em còn biết là anh đã đính hôn với cô ta nữa kìa. Tất cả những chuyện của anh em đều biết hết, kể cả chuyện anh vào Hà Giang chiếm được trái tim của con gái cưng ông Hà, còn sắp làm rể quý. Chúc mừng anh, bởi vì anh đã đi đúng hướng. Nếu như cô đã biết hết, vậy tại sao còn đến đây? Cô muốn gì? Em không dám đòi hỏi gì ở anh hết. Em về đây cũng có kế hoạch riêng của mình. Chỉ là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu như mà sự xuất hiện của em ở đây làm cho anh cảm thấy phiền, em xin phép. Khôi ơi, mày hãy giữ cô ấy lại đi, đừng để mất cô ấy một lần nữa. Tuyết, Tuyết, em có sao không? Để em đỡ em đi. Để em đỡ em. Cẩn thận. Để tôi xoa bóp cho cô, rồi ngày mai đưa cô đi bệnh viện coi có bị hay gì hay không. Anh cứ chu đáo như vậy, chắc là Hải Yến được anh yêu chiều lắm đúng không? Đừng có nhắc Hải Yến, đó là chuyện riêng của tôi. Chứ không lẽ bây giờ em nhắc lại chuyện cũ của hai đứa mình sao? Tôi không muốn nghe những đề cũ nữa. Chuyện cũ để vào quá khứ đi. Thôi, em về. Để người ta biết được chỉ có em và anh ở trong cái nhà này, tới tay Hải Yến thì không hay lắm. Kìa, chân cô còn đau như vậy, làm sao mà đi được? Cô ngồi xuống đây đỡ đi, để tôi gọi taxi đưa cô về. Anh Khôi, anh vẫn còn quan tâm em và thương yêu em lắm đúng không anh Khôi? Anh Khôi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nha anh Khôi. Cô xin lỗi tôi để làm gì? Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc về chuyện cũ nữa, tôi không muốn nghe. Anh hận em lắm đúng không anh Khôi? Phải, tôi rất hận cô, tới bây giờ vẫn còn hận cô, mà càng hận thì tôi lại càng không quên được cái cách mà cô đối xử với tôi. Tôi nghèo, cô cũng nghèo, nhưng mà khi có cơ hội đổi đời thì cô lập tức bỏ tôi ra đi, giống như một món đồ chơi đã cũ. Tôi hận cô lắm đó. Anh Khôi à, là em sai, là em sai. Bởi vì lúc đó em không quyết định được cuộc đời của mình, cho nên em mới bỏ đi. Em đã phụ tình yêu của anh. Nhưng mà anh Khôi à, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh cảm nhận được mà đúng không anh Khôi? Anh biết là em còn yêu anh mà đúng không anh Khôi? Yêu. Em không muốn nằm trên giường của Hải Yến nha.
cô ấy chưa bao giờ tới phòng ngủ của anh. Mày đi ra kìa, chuẩn bị tác nghiệp thôi. Im đi nghe kìa. Ủa, Hoàng Thiện đâu rồi? Bỏ trống gì vậy hả? Ơi, chuyển máy chạy kìa. Trời ơi, chắc là bị ai chơi rồi. Chán thì chứ, mất 3 triệu tiền phòng rồi đó. Đi về. Ôi ghê. Không nhờ tôi á, làm bị tóm rồi. Cảm ơn nha. Nhưng mà lợi dụng hơi sâu rồi đó. Lợi dụng anh gì? Ủa, alo, cái tay kìa. Thôi đi đi, họ bị phát hiện vậy. Alo, alo. Gì nữa? Bớt nắm tay đi, hết ai dí rồi. Cô đi theo bảo vệ của dĩ máy đó hả? Sợ người ta chụp hình tôi với cổ hả? Ừ. Mà anh với cổ cũng bất cẩn ghê. Nghĩ sao mà hẹn hò những nơi như vậy? Biết là bao nhiêu phóng viên thập diện mai phục không? Thích cô báo lá cải lắm đúng không? Cái mặt của cô dĩ máy đó bây giờ như nào tôi còn không nhớ nữa. Lấy gì mà hẹn hò chị hai? Ủa? Tôi tưởng hai người hẹn hò nhau á. Tôi thấy cổ ngồi đó, xong rồi anh cũng đi xuống đó luôn. Giang hồ đồn vậy mà ta. Tôi với cô cũng đi chung ra biển nè. Tôi với cô cũng hẹn hò với nhau hả? Bộ ai đi tới gặp nhau cũng hẹn hò với nhau hết hả? Bớt tưởng tượng phong phú giùm tôi một cái đi. Nè, biết báo lá cải thích nhất là gì không? Thích nhất mà mấy cái màn mà nãy giống như cô đang ôm tôi ở dưới vậy đó. Kiểu gì cũng dính scandal à. Cô gái nào mà liên quan tới tôi cũng sẽ dính scandal hết. Cô cũng không ngoại lệ đâu. Mặc dù là cô tệ nhất trong đám đó. Anh... Dù sao cũng cảm ơn cô nha. Coi như tôi với cô không ai nợ ai. Trả ơn cho tôi cái vụ ở hồ bơi, ok? Anh mắc cười ghê luôn á. Tôi mượn anh cứu tôi hả? Tôi biết bơi mà. Biết vậy lúc đó tôi trụng cô xuống dưới hồ bơi cho cô chết luôn cho rồi đi cái đồ vô ơn. Tóm lại tôi với anh không ai nợ ai. Vậy nha. Tiện phúc. Nó thiểu yêu này. Em ơi, cho chị lấy thẻ phòng 1001 á, với lại cái máy ảnh hồi nãy chị gửi luôn nha. À dạ vâng. À chị cảm ơn. Giờ không đi ngủ đi gọi tôi làm chi vậy cha? Ê, cô gái ngủ trên vai của ông trong xe đó. Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha. Người ta ngủ gục trên vai tôi nha. Rồi, điều tra rồi. Cô ta tên là Hải Yến, con gái cưng của tập đoàn Hà Giang. Chồng sắp cưới tên là Đăng Khôi. Anh trai cô ấy tên là Dương Tùng, hiện là YouTuber tên là Anh La Cà. Năm nay 25-26 tuổi gì đó. Và có... Alo. Con gái của Hà Giang hả? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Hà Giang phái cô đi theo dõi tôi đúng không? Nói, có đúng không? Dở trò câm điếc với tôi hả? Ôi trời ơi, nói gì không hiểu hết, đi ra ngoài. Nắm hết lý lịch của cô rồi. Con gái tập đoàn Hà Giang. Hà Giang cử con gái đi theo dõi tôi. Định chơi chiêu mỹ nhân kế với tôi hả? Cô nhìn cái bộ tướng của cô bây giờ á, đủ trình độ quyến rũ tôi hả? Ừ. Tôi là con gái Hà Giang,
Nhưng mà tôi không có liên quan gì chuyện làm ăn của ba tôi hết. Chứ lại dở trò mỹ nhân kế gì hả? Anh đừng có tưởng bở, tôi không có thèm đâu. Và tôi cũng nói cho em biết, tôi có chồng sắp cưới nha. Ông tin gì? Nè, nhìn đi, anh ta đẹp trai và bảnh tỏn anh nhiều á, được chưa? Vậy đi theo tôi để làm gì? Tôi nói là tôi không có thèm theo anh. Tôi đã nói là tôi đi tới đây để phỏng vấn người đẹp Diễm Ái. Ai thèm đi theo dõi anh? Diễm Ái, thất vọng ghê. Tưởng gì, hóa ra là phóng viên báo lá cải. Đi theo để lấy thông tin tôi với Diễm Ái hẹn hò nhau chứ gì, đúng không? Mà anh với Diễm Ái hẹn hò nhau thiệt hả? Mà tôi cũng không nghĩ công tử như anh á mà đi xe ngoài xuống đây. Đã vậy còn sợ mấy cái báo lá cải săn tin nữa. Mà tôi cũng không quan tâm mấy cái chuyện tào lao đó. Tôi tới đây là để phỏng vấn Diễm Ái. Nếu mà tôi thật sự săn ảnh anh á, thì lúc đó tôi đã không kéo anh ra rồi. Tôi để hai người gặp nhau rồi, hiểu chưa? Ba cái phóng viên báo lá cải mà chơi chiêu trò gì ai biết được. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì mời ra khỏi phòng tôi nha. Ok, bỏ qua chuyện đó đi. Để chứng minh gì cô nói là đúng, đưa máy chụp hình để tôi kiểm tra. Nếu mà anh kiểm tra không đúng như những gì anh nói á, thì anh chết chắc với tôi. Chưa biết ai chết với ai đâu. Cũng lạ ha, con gái tập đoàn Hà Giang mà đi làm phóng viên báo lá cải. Nè, đừng có xúc phạm nghề nghiệp của tôi nha. Tôi cũng là một phóng viên có tiếng á. Anh mà không tin anh lên mạng anh search đi. Tên Hi Hi. Hi Hi He He thì sai kệ cô. Bây giờ tôi sẽ đem về phòng để kiểm tra. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo cô biết. Ở yên đó đợi đi. Anh, nè, mà quá đáng mà. Cô tên nhỏ này được không ta? Tính ra nhỏ Tiểu Yêu này cũng thành thật hết chứ. Không có hình gì của mình trong đây hết. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái tấm hình mình chụp sao mà nó nghệ thuật quá vậy trời. Nhỏ bánh bèo này nhìn bình thường mà lên hình cũng lung linh ghê ta. Chuyển qua coi. Yeah, tấm hình nghệ thuật đầu tiên của anh Hoàng Thiên chụp. Hên mà mình không đi làm nhiếp ảnh gia, chứ mình mà làm nhiếp ảnh gia là mấy ông chụp hình đi ngủ hết. Nhìn nhỏ này cũng được hết chứ hả? Mình đã âm thầm đi xuống đây khảo sát miếng đất của bà Kim Ngọc nè. Tự nhiên đụng con gái Hà Giang ở đây. Tin được không? Mà Hà Giang biết thì sao? Xuân Phong nói chuyện với bà Kim Ngọc rồi mà. Dù sao mình cũng đi trước một bước. Thích chơi hả? Anh chơi với em. Chắc ở đây sợ. Nè, coi hình xong chưa? Trả máy ảnh lại đây. Coi xong rồi. Nhưng mà bây giờ ông thích trả được không? Bây giờ ông thích trả gì? Được rồi, điện thoại của tôi á nắm giữ rất là nhiều hình ảnh và cả video mà anh nói chuyện với người tình bí mật của anh nữa. Bây giờ mà anh không trả mạng cho tôi sẽ đăng những cái hình ảnh này lên á. Anh tin không? Ê! Trái nhà mới lòi mặt chuột ha. Vậy mà nói là không theo dõi tôi, cái đồ xấu xa.
Đáng lý ra là tôi không thèm theo dõi anh đâu, nhưng mà tại vì anh không có biết điều. Bây giờ sao đây? Hả? Có chạm mấy ảnh không? À, tôi cũng tò mò ghê. Người tình bí mật của anh chắc là đặc biệt với anh lắm. Đặc biệt như vậy mà đăng lên thì chắc hot lắm. Im đi. Thế chạm ảnh đây. Vậy mà nói mình làm báo chân chính, không có viết mấy cái bài về đời tư của người ta. Bây giờ lấy đời tư của người ta ra để trao đổi hả? Tôi là nhà báo chân chính nhưng mà gặp anh tôi không có chân chính nổi á. Bây giờ sao? Có đưa mấy ảnh hay không? Hay là muốn tôi đăng luôn? Thôi được rồi, đăng luôn anh nói nhiều chi nữa. Đây. Xóa đi. Anh là con trai, tôi là con gái. Anh sợ tôi hả? Đưa đây đi rồi tôi xóa sao? Đây. Ui, anh nhẹ nhàng chút được không? Anh biết đây là cần câu cơm của tôi không? Xóa lại lên. Từ từ. Ê, ê, ê. Gì? Xóa clip. Ủa tôi nói tôi sẽ xóa, chứ tôi đâu nói bây giờ đâu. Ê. Ê. Ê, đừng có lật lọng với tôi nha. Anh làm gì vậy? Anh tiến một bước nữa là tôi la luôn cho gì sọt này biết là anh cưỡng hiếp tôi á. À, la lên cho người ta biết là tôi cưỡng hiếp hả? Bây giờ tôi làm thiệt nè, la coi. Cô ồn quá, tôi sợ cô rồi đó. Bây giờ nói một cái giá đi. Nói một cái giá đi, tôi trả. Nói. Quên. Bây giờ sao? Thích la lắm hả? La được cái bóp của chết luôn á. Bây giờ im tôi mới buông ra nha. Chắc không? Nói một cái giá đi. Được rồi. Như mấy tấm ảnh này á thì vô giá. Ê, ngỏ này. Tôi có đăng hay không đó là quyền của tôi. Chúng anh nằm mơ hay ác mộng. Leo leo để... Vậy mà cũng để con tiểu yêu này lừa được. Hay thiệt. Mấy năm nơi xứ người, chắc em cũng cực khổ nhiều rồi. Giá như không có chuyện hận tù thì chúng ta sẽ được bình yên, hạnh phúc bên nhau. Em ơi, cho chị trả phòng nha. Dạ. Của chị bao nhiêu vậy em? Có người thanh toán cho chị rồi á. Ủa? Ai thanh toán cho chị? Cái anh phòng 1002 đối diện phòng chị á. Hai người không phải là bạn á. À, bạn. Cảm ơn em nha. Sao lại trả tiền cho mình ta? À, chắc sợ tôi đăng bài cho nên là trả tiền phòng để nịnh nọt tôi chứ gì. Gian xảo thiệt. Dạ em chào chị. Chị có phải là chị Hải Yến không ạ? Đúng rồi, em có việc gì không em? Dạ có người bao xe chở chị về Sài Gòn ạ. Bao nguyên xe luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Hành lý chị để đâu ạ? Để em mang ra ngoài xe cho ạ. Chị có mỗi ba lô này ạ. Dạ vậy em mời chị lên xe ạ. Cảm ơn em. Dạ. Muốn bao gì? Được, thì đi thôi. Nè, tôi tưởng là anh bao xe cho tôi. Tự nhiên xuất hiện ngồi đây chi vậy? Bớt ích kỷ đi bạn. Chuyến đi là mình trả tiền xe cho bạn rồi nha. Chuyến này mình về mình đi ké được không? Tôi đẹp chứ tôi đâu có điên đâu. Mà tôi đi theo cô là tôi đang giúp cô á.
tôi làm từ thiện cho cô á. Cô leo lên xe cô ngủ giống như chết rồi, lỡ kẻ gian á mà nó bắt cô đánh thuốc mê xong nó bán qua bên biên giới á, làm sao mà tôi biết đường đâu mà tôi đền cho tập đoàn Hà Giang con gái của người ta. Thôi này, điện thoại hoài không được, nóng máu rồi nha. Mà ba cũng kỳ nữa, tôi như bắt mình đi ký hợp đồng chi vậy. Phải là mơ không? Thôi. Ủa, sao anh lại tới đây? Câu đó tôi mới hỏi cậu mới đúng á. Cậu quên là hôm nay tôi với cậu đi ký hợp đồng với người ta hả? Trời ơi. Mà cậu làm cái gì á, tôi điện cậu hoài không được vậy? Trời ơi, chết em rồi anh ơi, chết em rồi. Trời ơi, hôm qua anh giờ em mệt mỏi quá, mệt trong người, quên để ý anh gọi luôn. Ây da, đó, đã vậy sáng nay thức dậy còn bị sốt nữa. Em vừa mới uống thuốc xong là anh tới tìm em. Em xin lỗi anh. Ba đi công tác rồi, kêu tôi với cậu đi ký hợp đồng với bà Kim Ngọc gì đó. Mà giờ cậu ở đây hợp đồng sao? Dạ không sao đâu anh. Anh cứ an tâm đi, chỗ bà Kim Ngọc á cũng thân quen. Có gì lát nữa em gọi điện thoại ở bển rồi ký hợp đồng sau cũng được. Ừ, vậy cậu tự lo đi nha. Dạ. Chứ mấy cái chuyện kinh doanh tôi cũng biết đâu, tại nhiên ba kêu tôi đi tôi mới đi chứ bộ. Với lại nể cậu lắm á tôi mới đi. Dạ. Chứ mặc mấy bộ đồ này vô nó kỳ kỳ sao á. Dạ dạ. Mà bệnh gì vậy, có cần đi khám bệnh không? Chứ mấy cái mùa này ghê lắm nha, cậu mà có chuyện gì á là mệt với Hải Yến á. Dạ em nghĩ chắc không sao đâu, sáng nay em cũng uống thuốc rồi, chắc cảm xúc bình thường, giờ cũng thấy hơi khỏe khỏe rồi. Dạ anh an tâm nha. Thấy cậu lo chuyện công ty cho ba vậy á cũng tốt, với lại quen Hải Yến á cũng áp lực lắm đúng không? Thôi ba tôi cũng tin tưởng cậu, tại ba tôi kêu tôi đi theo chỉ cho có vậy thôi, chứ không phải giám sát cậu gì đâu. Dạ. Trong công ty á cậu là số 1 á. Dạ em không có sao, chỉ sợ là công sức của mình bỏ ra chưa được chú Hà chú ý lắm. Không phải vậy đâu, ba tôi á lúc nào cũng tin tưởng cậu nhất á. Sau này á cậu với Hải Yến cưới nhau rồi thì cái tập đoàn cũng cho hai người chứ sao, chứ tôi mấy chuyện kinh doanh tôi đâu có rảnh. Dạ. Với lại á con Yến nó thương cậu dữ lắm á, lúc nào cũng nói tốt cậu với ba má. Cậu phải quan tâm chút xíu nha. Dạ em cảm ơn anh, lúc nào cũng ủng hộ hai đứa em. Ôi chết luôn, nãy giờ quên đất nước luôn. Nãy giờ quên. Anh uống nước. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, nhớ lo vụ hợp đồng nha. Dạ dạ anh, để em tiễn anh về. Thôi được rồi, bệnh mà, ngồi đi. Dạ dạ anh an tâm nha. Anh hãy quên chuyện tối qua đi, và phải thật hạnh phúc bên cô ấy nha. Thank you.
Anh đây, em về đến nhà chưa? Anh hãy sống thật tốt. Tạm biệt anh. Tuyết, em biết rằng anh không thể mà. Tuyết, Tuyết, Tuyết. Nhiều vậy, có cần tôi kêu xe đưa cô về tới tận nhà luôn không? Thôi không cần, Hiếu nợ anh nhiều quá không trả nổi đâu. Với lại tôi đâu có dự định về nhà tôi đâu, tôi qua nhà người yêu tôi mà. Anh có biết không, người yêu của tôi á xa có mấy ngày thôi mà đổ bệnh mất tiêu rồi. Bây giờ tôi phải qua nhà người yêu tôi thăm người yêu tôi. Nhiều khi cô qua thăm bệnh nặng hơn á. Sao tôi kêu anh bớt vô duyên đi mà sao anh cứ vô duyên hoài vậy? Tại vì cô cũng có duyên quá mà. Thôi chào tạm biệt nha, không hẹn ngày gặp lại. Chào tạm biệt, đừng bao giờ gặp lại tôi á. Ông Phong tới đâu rồi ông Phong? Ông đi đón ông lề mề quá vậy, ở đây nắng muốn chết nè. Tháng này chắc tôi trừ lương ông quá. Lẹ lên. Anh Khôi. Em quay. Ủa, em giờ nào vậy? Em nghe anh Hai nói là anh bị bệnh, cho nên là vừa xuống xe là em qua đây liền luôn á. Anh có sao không? Uống thuốc chưa? Anh không có sao, anh uống thuốc rồi. Mà em á, vừa mới về, sao không ở nhà nghỉ ngơi, qua đây chi sớm? Anh là người yêu của em mà, anh mà bị bệnh thì em cũng đâu có vui đâu. Cần quá, lát nữa anh nấu ăn cho em ăn nha. Dạ. Em nghe anh Tùng. Cậu ghé qua nhà ba gấp, ba về rồi, muốn gặp cậu. Dạ. Ba đi công tác lâu ngày, ai ngờ ba về đột xuất. Hồi nãy ba về á, ba có hỏi vụ ký hợp đồng với bà Kim Ngọc. Nhưng mà cậu an tâm đi, tôi có nói với ba là cậu bị bệnh rồi, đừng có lo quá. Anh cũng biết tính của chú rồi, lát nữa anh đừng có hớ lời giùm em nha. Anh biết rồi. Tại sao hôm nay cậu không tới gặp mặt Kim Ngọc để ký hợp đồng hả? Bà đã gọi trực tiếp cho tôi nói là bà đã đợi cậu cả buổi sáng đó. Cậu đang giúp Hà Giang phát triển lên hay là làm nó sụp đổ như vậy hả? Cậu làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi, vậy mà có chuyện cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết sao? Hợp đồng rất là quan trọng, cuộc gặp quan trọng như vậy mà cậu dám làm vậy hả? Dạ cô xin lỗi, vì con mà để ra cớ sự như vậy. Con cũng đã gọi điện thoại cho bên bà Kim Ngọc rồi. Nghiêm trọng. Cậu cũng biết nghiêm trọng nữa hả? Tôi không nhận sai, tôi nói cho cậu biết nha. Vấn đề ở đây là phải sửa sai. Bà Kim Ngọc đó không dễ gì qua mặt đâu. Dù là chỗ quen biết, nhưng mà cậu làm như vậy là không được. Nếu cậu là nhân viên, tôi sẽ sa thải cậu ngay lập tức. Còn bây giờ cậu sắp làm con rể của tôi rồi. Cậu nói đi, tôi làm cái gì đây? Thì chắc có người nghĩ sắp cưới con gái tôi rồi, cho nên muốn làm gì thì làm. Nè nha, 30 chưa phải là Tết nghe. Ba, con nói rồi, Đăng Khôi á là do bị bệnh, chứ cậu ấy không phải là người vô trách nhiệm vậy đâu. Việc sáng nay là tất cả là do con. Nếu như công ty có thiệt hại gì, con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm hả? Bằng cách nào? Nè, cậu có biết á, người có khả năng giành được hợp đồng này là ai không? Là Nam Thiên đối thủ của chúng ta đó.
Hay là có công ty nào đang dòm ngó trả mức lương cao cho cậu? Cậu đang do dự hả? Dạ, chuyện đó là không bao giờ có hết. Cô chú tốt với con như vậy, con nào dám dông ơn bồ nghĩa cô chú à? Vậy lý do gì cậu gạt chuyện công ty qua một bên? Nếu bệnh á cũng không tới mức đó. Dạ, con... Ba, tối qua con có qua gặp Đăng Khôi để bàn về vụ hợp đồng này. Nên tụi con cũng thấy căng thẳng quá, nên có uống vài ly rượu. Chắc do đó mà nên Đăng Khôi bệnh, nên hồi sáng nay không ký hợp đồng được. Với lại cũng là lỗi do con nữa, con quên gặp bà Kim Ngọc để cáo lỗi. Con dám gạt ba hả? Mấy người tưởng tôi mắt mù tai điếc hay sao? Tôi đâu có già vậy đâu. Ông, tự nhiên ông Lan Tùng mà, đâu phải lỗi của nó đâu. Chính ông là người kêu nó đi theo Đăng Khôi coi việc mà. Khôi à, chú luôn coi con là cánh tay phải của mình, nhưng trong lúc cần thiết chú sẽ chặt nó xuống. Không phải con đang bị bệnh sao? Chú sẽ cho con nghỉ để con suy nghĩ lại chuyện này. Chưa suy nghĩ được á thì đừng về Hà Giang nữa. Còn nữa, vụ này á vừa nhìn là tôi biết không ổn rồi. Đám cưới của hai đứa đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Con với anh Khôi cũng coi như là đã đính hôn với nhau rồi. Bây giờ mẹ nói không nghĩ tới nữa, đâu phải là chờ con nít đâu mẹ. Chờ con nít gì? Nó muốn cưới con thì nó phải làm sao cho xứng đáng với con chứ. Nếu người ta không có quý trọng con thì con cũng không cần phải quý trọng họ. Đúng rồi đó, dù gì nó cũng là nhân viên dưới quyền ba con, mắc gì mà con tiếc. Nhưng mà con chỉ muốn lấy anh Khôi làm chồng thôi. Anh Khôi đang cố gắng sửa sai mà ba mẹ. Sửa sai hả? Nó sửa sai hay là nó làm sai thêm? Dạ con xin lỗi cô chú, con biết tất cả mọi chuyện là con làm sai. Chính vì vậy cô chú không an tâm giao Yến cho con, cho nên bây giờ cô chú nói sao con nghe vậy. Còn việc bên bà Kim Ngọc, chắc chắn con sẽ không bỏ cuộc. Con xin phép về nghỉ trước. Con xin phép. Anh Khôi! Anh Khôi! Ê! Con đứng lại đó, con mà đi theo nó đừng bao giờ về nhà nữa. Đăng Khôi, đứng lại! Tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu không biết tính tình ba mẹ tôi hả? Cậu làm như vậy á là Yến bị tổn thương đó. Dạ em biết. Biết sao vẫn đi? Cậu không phải đàn ông không? Cậu phải cứng rắn trong chuyện đám cưới chứ. Tại sao lại nghe lời ba mẹ tôi? Bây giờ em đang rối dù bà Kim Ngọc, anh cho em thêm thời gian cho. Tôi cho cậu thêm thời gian, nhưng đừng có gì chuyện gì á mà từ bỏ tình cảm của em gái tôi. Quý chồng con thì con cũng không cần quý chồng họ. Đúng rồi đó, dù gì nó cũng là nhân viên dưới quyền ba con, mắc gì mà con tiếc. Trước khi mẹ con mất, mẹ con đã dặn con rất kỹ về hợp đồng của ba con và chú. Ba con có 50% cổ phần trong công ty này mà. Không phải vậy đâu, chắc tại ba con á chưa kể cho mẹ con cái hợp đồng mới trước khi ba con chết. Ủa vậy bản hợp đồng đó đâu chú? Chú cho con đọc được không? Nè, mày nói như vậy là mày không tin chú đó nghe. Tại sao trong lúc khó khăn mẹ mày không cầm cái tờ giấy này tới đòi 50% cổ phần hả? Con chỉ muốn được đọc bản hợp đồng mới thôi mà chú. Con nít hỉ mũi chưa sạch mà coi cái gì hả? Mày coi mày có hiểu gì không? Cầm tiền đi ra khỏi công ty ngay, biến ra khỏi đây. Tôi mà, tôi không có ý đâu. Khoa, tôi không có giết cậu.
Không, không. Cậu vô hồ nào vậy? Dạ, cậu mới tới. Cậu để hồ sơ đó đi, rồi đi ra ngoài. Dạ. À, hồi nãy tôi ngủ tôi có nói gì không vậy? Dạ không có. Con chỉ thấy chú ngủ ngon, con không dám kêu chú. Bà, con nhất định không thể bỏ cuộc. Tới đây. Em lo lắng cho anh cho nên là em mới tới. Mà sao hồi chiều này anh lại nói vậy với ba mẹ vậy? Tại vì ba mẹ em nặng lời với anh cho nên anh... Em biết ngay mà, tại vì ba mẹ nặng lời với anh cho nên là anh mới nói như vậy đúng không? Chứ anh còn muốn thuyết phục bà Kim Ngọc, có nghĩa là anh còn muốn cưới em. Chắc là ba mẹ em giận anh lắm. Anh biết mình sai, làm sao cãi lại được. Để ba mẹ nguôi giận, anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh sẽ làm được. Đúng rồi, anh còn phải chứng minh cho em thấy là anh còn muốn cưới em chứ. Anh cố gắng lên, em sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ anh. À, anh xỉn rồi, đi ngủ đi. Em phải về sớm để mẹ la nữa. Anh á, bệnh như vậy rồi mà còn uống nhiều nữa. Thôi được rồi, để anh đón taxi đưa em về nha, cũng trễ rồi. Không thèm giữ em lại luôn. Anh cứ muốn giữ em lại thì em có chịu ở lại hay không? Còn chọc anh nữa. Đúng là người yêu của em mà, ngoan ơi là ngoan luôn. Ơi, có gì nói lẹ về cho người ta đi ngủ tính ăn dạ ở đây hay gì? Ê, vụ Long Hải sao rồi? Thuận lợi không? Bà nội tôi nghe tôi nói chi tiết về miếng đất đó là bà nội tôi có vẻ là xui xui rồi. Bây giờ chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo đi bạn. Mà ông cũng ngộ nữa. Đi trong im im, làm ba của ông giận quá trời luôn. Sao không nói là đi theo sự chỉ đạo của nội? Bà nội tôi mới là sếp của tôi. Ông mới nghe phong phanh cái vụ miếng đất đó là muốn cản tôi rồi. Ê, ông nói ông có cái cách gì đó để chắc thắng miếng đất này. Được coi coi. Nè. Sao? Wow. Thì ra là máy bay. Thích phi công trẻ hả? Chưa hết đâu. Đó. Đây là đối thủ của chúng ta. Đang rất ô bế bà Kim Ngọc. Theo tôi điều tra biết được thì hắn ta đang cắm sừng cô gái ngủ trên vai của ông. Bỏ cái biệt hiệu đó đi nha, nha. Người ta là gái sắp có chồng rồi đó. Nghe đồn là người ta hạnh phúc với nhau lắm đó. Sắp đám cưới tới nơi rồi, làm gì có chuyện éo le dữ vậy được. Ông đừng nói tôi là ông tính sử dụng mấy cái hình ảnh này để ép người ta bán đất cho mình nha. Tôi không làm mấy cái trò tiểu nhân ở đâu nha bạn. Ông sao vậy? Bao nhiêu tâm cơ của tôi? Bà nội tôi muốn mua miếng đất đó, chắc chắn bà nội tôi sẽ có cách. Còn ông xóa mấy cái này đi, dù sao cũng là đời tư cá nhân của người ta. Tôi bị người ta soi mói, để ông phải đi giải quyết, ông chưa thấy mệt hả? Cái này là ông kêu tôi tìm cách cho chắc thắng nha. Chứ Xuân Phong này cũng là bậc chính nhân quân tử đó.
Ok, chính nhân quân tử, nói xong rồi đúng không? Biến về giùm cái, để người ta đi ngủ, biến. Về thì về. Ê, làm gì vậy? Chà, lấy hình cô ta ngủ trên vai của mình làm hình nền điện thoại, còn lấy hình cô ta làm màn hình chính. Người ta sắp lấy chồng đó, hiểu làm chết. Suy nghĩ quá nông cạn nha. Cái tấm hình đó là tấm hình nghệ thuật đầu tiên do chính tay mình chụp nha bạn. Đừng có để ý tới người mẫu hay để ý tới nghệ thuật, ok? Nghệ thuật hả? Ừ. Vậy còn tấm hình ngủ trên vai thì sao? Nghệ thuật luôn hả? Cái đó tại mình thích. Nhìn cái mặt trẻ ke mình thấy vui. Mỗi lần mình buồn mình thấy là mình coi cái mình thấy vui, mình cười ha 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 được không? Cái đó là biến thái đó. Sao? Thích cô ta đúng không? Nói xung phong một tiếng đi. Tôi ra tay hỗ trợ ông liền. Sắp cưới thôi mà, chứ chưa có cưới. Hỗ trợ luôn. Ừ. Biết yêu chưa? Có mối tình nào chưa? Trời ơi, không biết yêu là gì đi hỗ trợ. Chắc tôi ế luôn quá. Làm ơn đi về giùm con đi ông nội. Ờ, về thì về. Tôi hết giá trị lợi dụng rồi. Mà nè, ngày mai lo vô công ty giải quyết một mớ hồ sơ của ba ông giao đi nha. Tôi không có rảnh đâu. Khoan. Người anh em, đi đâu mà vội vàng vậy? Việc ở công ty là việc người anh em giỏi nhất mà. Người anh em chỉ cần giúp tôi vô đó phẩy tay mấy cái là xong việc hết. Kêu tôi lên đó làm chi? Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Giúp nhau đi mà. Mãi mãi là anh em. Lương tăng gấp năm. Mãi mãi là anh em. Thôi được rồi, người anh em vô ngủ ngon nha. Ngủ ngon, mơ về gái sắp lấy chồng. Về đó. Làm gì vậy? Đây tòa soạn mà, tới mua báo. Mua báo hả? Ừ. Mua báo là sạch báo mua, đây là tòa soạn mà. Tưởng mua ở đây được giảm giá chứ. Trời, công nhận nha, anh giàu mà anh keo dễ sợ luôn á. Vậy là cô không biết gì rồi cô bé ơi. Giàu mới keo á, mấy người đại gia ai cũng keo hết trơn á. Nhưng mà tôi thì khác nha, tôi không bao giờ keo với phụ nữ hết. Tặng bông này. Đừng có bất ngờ như vậy, ngoài bông ra còn có quà nữa. Làm ơn làm phước, sau này đừng có viết về bài báo tôi với người tình bí mật của tôi nữa. Cảm ơn. Nè, đứng lại đó. Tôi biết thế nào không, có một ngày cô phải đuổi theo tôi thôi. Sao? Cảm giác đuổi theo một chàng trai xuất sắc giống như tôi cool ngầu lắm đúng không? Nè, anh cầm hoa với quà của anh về đi. Tôi không có dễ mua chuột gì đâu, nha. Không lấy luôn. Trời Hoa ơi, tội nghiệp mày quá Hoa ơi. Người ta không có thương Hoa Tiết Ngọc. Tội nghiệp mày quá Kim Cương ơi. Trời ơi, người ta cũng thích những kim cương luôn. Chắc là mày buồn lắm á, mày bớt lấp lánh đi rồi đúng không? Những kim cương ở trong đó hả? Ừ. Anh bị khùng rồi hả? Dư tiền đi làm từ thiện đi. Ừ, tôi khùng rồi đó. Tôi nhớ cô quá cho nên tôi khùng đó. Bây giờ ngày tôi ăn không ngon, đêm tôi ngủ không được đó cô bé à. Chẳng qua là anh sợ tôi đăng tin về người tình bí mật của anh thôi, chứ anh nhớ nhung gì tôi. Với lại tôi nhắc cho anh biết nha, tôi đã có chồng sắp cưới rồi, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Ok, muốn không làm phiền đúng không? Dễ lắm. Xóa hết hình, xóa hết clip trong điện thoại của cô đi. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi nhắc lại cho anh biết nha, tôi là Hi Hi và tôi không bao giờ đăng mấy cái tin lá cải đâu. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Nếu anh mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ đăng thật á. Nè, chính miệng cô nói cô sẽ đăng bài của tôi nha. Vậy sao tôi yên tâm được? Tôi sẽ ám cô cho tới khi nào
chính mắt tôi nhìn thấy cô xóa hết hình, xóa hết clip trong điện thoại thì mới thôi. Còn bây giờ thì hãy đợi đấy. Anh ta là con trai của Nam Thiên, sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là da như đĩa vậy. Được rồi, để xem coi anh ám được bao lâu. Miếng đất của bà Kim Ngọc có vấn đề gì? Theo tôi điều tra được biết, công ty Hà Giang đã nắm được thóp để lấy miếng đất của bà Kim Ngọc rồi. Xem như là thắng được 70%. Nam Thiên khó có cửa thắng. Tôi đã nói là Nam Thiên sẽ không tham gia đấu thầu mà. Ủa, tôi tưởng anh chỉ định cho Hoàng Thiên tham gia đấu thầu chứ. Tôi thấy tên cậu ấy đại diện công ty mà. Thằng Phong nó nói là lệnh. Vậy không lẽ đó là lệnh của Hoàng Thiên sao? Lại là thằng nhóc này nữa, không biết bao giờ nó mới nên người. Anh thừa biết là tôi không có chỉ thị nó làm cái gì hết á. Có bao giờ nó quan tâm tới chuyện kinh doanh đâu. Chỉ biết xài tiền như nước, toàn gây ra những chuyện thị phi không. Mà thằng Phong này cũng thiệt là dám để Hoàng Thiên tự tung tự tác như vậy. Để tôi nói chuyện lại với nó. Thôi, anh cũng đừng có la thằng Phong. Nó cũng chỉ làm theo lệnh của thằng Thiên thôi. Anh cứ theo dõi, coi thằng Thiên đã định dở trò gì nữa. Dạ, tôi biết rồi. Ủa nhưng mà miếng đất của bà Kim Ngọc, tại sao Hà Giang lại muốn dữ vậy? Nó phải có cái gì đó đặc biệt chứ. Lần này Hà Giang muốn sở hữu mảnh đất này là muốn mở rộng khu resort ra Long Hải. Bây giờ đất dưới đó sốt dữ lắm. Tôi còn nghe nói họ đang muốn xây dựng khu trung tâm mua sắm để phục vụ cho lượng khách quốc tế. Chờ khi nào mà du lịch phát triển trở lại, họ sẽ bung ra liền. Dự án này từ thiết kế cho đến thi công đều do Hà Giang quản lý. Trong giới bất động sản thì xem mảnh đất này dư dạng. Nếu ai sở hữu được nó thì có thể kiếm lời từ việc chuyển nhượng nếu không có làm dự án. Tôi nghĩ Hoàng Thiên đã nhìn ra được tiềm năng của mảnh đất này. Thằng nhóc này nó không có nhìn ra được cái gì đâu. Nó đang muốn ra ngoài đó. Vậy theo anh sao? Mảnh đất này mình có nên mua? Thật sự đây là mảnh đất rất có tiềm năng. Nhưng hiện tại cái nguồn tài chính của chúng ta đang gặp khó khăn. Với lại chúng ta mới vừa khởi công hai dự án mới, cũng đang mới bắt đầu thi công thôi. Bây giờ chúng ta lại lấy miếng đất này thì tôi sợ là hai dự án cũ sẽ gặp đình trệ. Thiệt hại không ít đâu. Anh nói có lý. Nhưng nếu miếng đất này để lọt vô tay ông Hà thì khả năng cạnh tranh của công ty ông ta sẽ tiến thêm một bậc. Hà Giang đang muốn lấn sân, bành trướng thế lực đây mà. Thương trường như chiến trường. Vậy mà thằng Thiên, nó coi cái chuyện kinh doanh đơn giản giống như là chuyện nó xài tiền. Cứ để nó tham gia vụ này đi, coi nó làm được cái trò trống gì không. Để nó thất bại vài lần, cho nó bỏ cái tính tự cao tự đại của nó. Anh cứ theo dõi vụ này, rồi cái gì báo cho tôi biết. Dạ, tôi sẽ làm thử anh. Chào anh. Em nghe. Dạ, dạ, em biết rồi. Anh coi, giám đốc đang họp. Nãy giờ anh chờ cũng cả tiếng rồi. Không mấy anh về đi, hôm khác anh tới. Rồi em sẽ ghi chú hẹn lại cho giám đốc. Không sao đâu, phiền cô quá. Tôi sẽ chờ giám đốc họp xong. Dạ. Dạ, lắm nghe ạ.
Dạ, dạ em biết rồi ạ. Sao rồi cô? Dạ, giám đốc vừa mới họp xong. Nhưng mà hiện tại đang có một cuộc họp khác, anh đợi xíu nha. Không sao đâu, có gì tôi chờ giám đốc được. Dạ. Dạ anh ấy còn ngồi ạ. Dạ, dạ biết rồi. Sao rồi? Giám đốc mời anh lên phòng ạ. Cảm ơn cô. Mời anh. Mời vào. Dạ thưa giám đốc, anh Khôi tới rồi ạ. Cô cứ ra ngoài đi. Chào giám đốc, thành thật xin lỗi giám đốc. Chuyện lần trước tôi trễ hẹn, thực ra là tôi gặp việc bất khả kháng. Mời cậu. Cảm ơn giám đốc. Bây giờ thì cậu đã hiểu được cái cảm giác chờ đợi là như thế nào rồi đúng không? Một lần nữa thành thật xin lỗi giám đốc. Giám đốc từ trước tới giờ là người bao dung. Không lẽ vì một chuyện nhỏ như thế này mà không bỏ qua cho Hà Giang sao? Cậu đúng là người khéo ăn khéo nói. Hà Giang rất tâm huyết dự án này. Đây là bản chi tiết kế hoạch. Mời giám đốc coi qua. Vợ của anh Hà có gọi cho tôi. Tuy là bạn học cũ, nhưng tôi chỉ có thể bỏ qua cho Hà Giang lần này thôi. Cậu cứ để đó, có gì thư ký của tôi sẽ gọi cho cậu. Dạ cảm ơn giám đốc. Cậu uống nước đi. Hello, phóng viên Hi Hi. Hết giờ làm việc rồi hả? Anh nữa hả? Trời ơi, sao nhanh như nỉa vậy? Tại vì mình hứa với bạn mà. Mình hứa là mình sẽ ám bạn mà. Mình chỉ giữ đúng lời hứa thôi. Công nhận anh đeo bám giỏi dễ sợ. Anh rất là hợp làm phóng viên của mấy báo lá cải luôn á. Mà tôi cũng không hiểu nổi anh nha. Thời buổi nào rồi mà mua chuộc người khác bằng hoa với quà. Trời ơi, sến dễ sợ luôn á. Vậy của người ở cái thời đại mà không sến á, người ta thích cái gì ta? Thì mời đi ăn nha. Ăn nhà hàng 5 sao nha. Hay lên du thuyền ăn. Anh đem mấy cái đó mà đi mua chuộc mấy cô gái khác, không phải gu của tôi. Thì bây giờ tôi nói thẳng ra luôn đi. Cô muốn cái gì? Ủa, đó là Hoàng Thiên mà ta. Anh ta cũng hay được mấy báo lá cải đưa tin. Sao lại dây dưa với Hải Yến mà lại là người vốn ghét đưa tin mấy báo lá cải? Cô muốn cái gì cô mới xóa hình với xóa clip? Cô muốn gì cứ nói đi. Tôi muốn anh tin tôi. Bộ không được hả? Tin cô? Cô lúc nắng lúc mưa lúc này lúc khác kêu tôi tin cô. Tin sao đây? Anh nói tôi lúc nắng lúc mưa hả? Vậy anh đi về đi, không tin đi về đi, đứng đây làm gì? Được rồi, tôi sẽ làm lớn chuyện lên, xong rồi tôi sẽ điều tra tới cùng được chưa? Tôi nói lại một lần nữa cho cô biết. Cô muốn viết về tôi như thế nào cũng được. Cô chửi tôi như thế nào cũng được. Lăng mạ tôi như thế nào cũng được. Tôi cấm cô không được viết về người tình bí mật của tôi. Mua chuộc không được. Bây giờ chuyển sang đe dọa tôi hả? Tại anh không tin tôi thôi chứ tôi có làm gì đâu. Không muốn đe dọa hả? Vậy xóa hết hình đi. Xóa hết clip đi. Tại vì anh đụng chạm đến tự ái của tôi. Mắc gì tôi phải nghe đâu lời của anh. Hình ảnh gì ta?
Chẳng lẽ cô ta săn được ảnh hẹn hò bí mật của anh ta và Hoa Khôi Diễm Ái, sợ ảnh hưởng đến bài phỏng vấn Hoa Khôi yêu biển đảo nên không dám đăng. Ôi, nhà báo lớn tiếng với độc giả thì mọi người ơi, mình phải làm lớn chuyện vụ này thôi. Làm lớn chuyện lên đi, tôi muốn đấm anh vài phát vô mặt anh ghê á. Anh nói tôi không đáng tin hả? Tôi thấy anh mới là người không đáng tin á. Ê, tôi làm gì không đáng tin? À mà quên ha, có người còn không đáng tin hơn mà cô vẫn tin răm rắp thôi. Nói ai vậy? Anh sắp cưới của cô á. Nè, đừng có đem anh ấy vào nha. Anh coi nói cái gì mà tôi không tin hả? Thì anh nói là... Anh nói... Anh tới rồi kìa. Anh coi, anh tới hồi nào vậy? Xong gọi điện thoại cho em. Anh có gọi cho em, nhưng hình như là bận máy. Anh ta tới đây chỉ vì mấy cái bài đăng tin trên báo thôi à, chứ không có gì đâu. Xong chưa? Mình đi về nha. Dạ, xong rồi. Xong rồi nào mà xong? Đi về cái gì? Tôi với cô chưa nói xong hết chuyện cũ mà bỏ về làm sao? Đi về đi, nói tào lao gì vậy? Ok, không muốn nói nữa là thôi. Đi về. Bữa khác mình nói tiếp nha. Chuyện mình còn dài lắm á. Không biết á, ai mới là người không đáng tin á. Tôi, cô, hay là... Nè, anh đừng có đem anh Khôi vào nữa. Đi về đi. Bye bye nha. Hẹn gặp lại. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra mà. Bye nha. Anh ta nó khùng nó điên á, anh đừng để ý nha. Anh đâu có để ý làm gì. Anh không để ý thiệt hả? Ừ, tụi mình về nha. Ừ. Vợ sắp cưới bị cho làm phiền vậy mà anh không ghen tu gì hết. Đúng là lạnh lùng thật. Đây là nơi làm việc của cô gái, ở bên anh Khôi, khi không có mình ở bên cạnh sao? Ơi Phát, bộ mấy nay bận lắm hay sao không thấy đăng lại mày? Thì tòa soạn ai cũng vậy chứ đâu phải riêng mình tôi đâu. Chứ mà nhìn cô Hải Yến kìa, cổ mới đi có 2 ngày thôi mà được bài phỏng vấn độc quyền Hoa Khôi Diễm Ái. Mà nghe nói là cái bài phỏng vấn đó tốt lắm á nha. Thì cô Hiến cô giỏi. Còn tôi là người bất tài vô dụng, cổ giỏi nhất cái tạp chí này, được chưa? Thôi đi ông ơi, lo làm đi. Ở đó mà ra tô gì coi chừng đuổi việc đó. Vậy nha, ráng đi. Ủa mắc gì ra tô? Hải Yến, Hải Yến, lúc nào cũng Hải Yến. Bộ nguyên cái tòa soạn này không còn ai nữa sao? Bao nhiêu công việc tốt giao cho bả, xong rồi quay ngược trở lại trách mình là người bất tài vô dụng. Trở thành người mạnh nhất thì phải triệt người giỏi hơn mình. Đó là cách đi nhanh nhất mà không cần phải tốn công sức. Ủa, chị là ai vậy? Chị xíu chị của tôi vậy? Tôi không có là ai hết. Chỉ là tôi thấy anh đang giống như tôi, cùng muốn triệt hạ một người. Triệt hạ một người? Đừng nói với tôi là chị cũng ghét bà ấy giống như tôi nha. Không chỉ ghét đâu, mà còn là rất ghét nữa kìa. Cô ấy đang có những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Tự nhiên tôi muốn giúp anh á. Có hứng thú hợp tác với tôi không? Bằng cách nào? Mình ra chỗ khác nói chuyện nha. We'll be right back.
cái gì mà nhìn đâu cũng thấy hết vậy trời? Tháng gì mà hắn dữ vậy? Đúng là cái đồ kiểu yêu. Anh có muốn vô nhà uống tí nước không? Hôm nay anh mệt, muốn về nghỉ sớm. Anh, chuyện hồi nãy á, anh có giận gì em không? Không. Việc vợ sắp cưới của anh xinh đẹp, có người khác thích và làm phiền là việc bình thường. Vậy may quá. Hồi nãy em còn sợ anh nghĩ nhiều nữa. Không sao đâu, anh suy nghĩ thoáng lắm. Dạ. Thôi anh về sớm đi, cũng trễ rồi á. Em mà biết anh mệt như vậy, em không kêu anh đón đâu. Không sao, anh muốn được đưa em về mà. Dạ, thôi anh về đi. Em vô an toàn anh mới về yên tâm được chứ. Nhưng mà... Dạ, em biết rồi. Nè, bye bye anh nha. Nhớ không được đăng tin về người tình bí mật của tôi đó. Trời, đúng là dai như đĩa. Tôi là Hi Hi mà, có cho tiền tôi cũng thèm giết gì vậy anh. Hi, con lại đi uống rượu nữa hả? Vì công ty thì bỏ bê, chạy đi đàn đúm ăn nhậu. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Thi? Hả? Mai cô này mốt cô nọ, khi nào con mới nên người được? Ba nhìn mẹ tôi kìa. Mẹ tôi ra nông nổi này là tại ai? Là tại ba đó. Ba muốn dạy tôi hả? Ba sống đúng đi rồi hãy dạy tôi. Mất dạy. Trời đất ơi, trời đất ơi, tại sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn cãi nhau vậy? Nó nói với ông, khi nào ông sống đúng hay dạy con. Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy cái thằng mất dạy nó nói chuyện với con vậy chưa? Vậy mà mẹ đòi giao công ty cho nó, hỏi làm sao mà con an tâm được? Con phải tin con mình chứ. Còn lý do tại sao mà nó bực tức với con á, là có nguyên nhân mà. Đã nói là chấm dứt rồi mà cứ dây dưa hoài. Nhiều người khổ lắm rồi con. Alo. Anh Khôi. Sao em lại tới đây? Em nghĩ là anh về trễ nên có mua ít đồ ăn cho anh nè. Sao nói là không đến nữa? Anh nghĩ đêm đó là chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng mà em không cam lòng. Anh cũng vậy mà đúng không? Em có nói với anh nhưng mà anh im lặng. Em nghĩ là anh đã có quyết định cho riêng mình. Đó là chuyện của anh. Còn chuyện của anh và em đã kết thúc nhiều năm trước rồi. Còn tối hôm đó là do anh không kiềm chế được. Không đúng, tối đêm đó là thật. Tất cả mọi thứ đều là thật.
tình cảm của anh và em dành cho nhau bao nhiêu năm nay cũng là thật. Em vẫn chưa thể nào buông tay anh được. Em vẫn còn rất yêu anh. Và em là người hiểu anh nhất. Em thừa biết anh và Hải Yến sắp cưới nhau. Rồi bây giờ tự nhiên em ở đây. Hải Yến đã thấy là sao? Tại sao lại sợ chứ? Chẳng phải anh không yêu cô ta sao? Không yêu. Mà không lẽ quỷ hôn để đến với em à? Anh nên nhớ, tất cả những gì anh và gia đình của anh phải trải qua, anh đừng quên câu chuyện đó. Nhìn vào ánh mắt của anh, em có cảm giác anh đang bị cô nhà báo xinh đẹp mỏng manh đó làm mê hoặc rồi đúng không? Anh không gì hay hết. Anh chỉ muốn lấy lại những gì của ba anh. Anh muốn ông Hà phải trả giá về mọi thứ. Vậy còn em thì sao? Em hiểu rồi. Hải Yến là một cô gái tốt. Cô ấy lại chưa từng có lỗi với anh. Còn em, em là người làm sai với anh trước đúng không? Anh yêu em. Nhưng việc của anh bây giờ không chỉ là yêu. Không có người con gái nào hiểu anh được như em đâu. Anh biết mà. Em và anh là hai người rất giống nhau. Từ hoàn cảnh, nơi sống, cách suy nghĩ và cả mục tiêu nữa, chúng ta không khác nhau bất cứ điều gì hết. Anh thì muốn giành lấy Hà Giang, còn em thì muốn có được Nam Thiên. Chúng ta khác nhau. Nam Thiên là gia đình của em, còn Hà Giang là mối hận thù của anh. Không, Nam Thiên là hận thù của em, của mẹ em. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng rồi có lúc anh sẽ gục ngã vì mệt mỏi, nên em sẽ đi cùng với anh. Em và anh sẽ tương trợ lẫn nhau. Và em chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ có những bước đi thật xa. Tôi nói rồi mà, thằng Khôi á, nó không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Nó cũng mặt dày lắm. Năm lần bảy lượt qua xin lỗi bà Kim Ngọc. Cũng có tố chất kinh doanh đó. Bà bớt thái độ với nó đi. Thì nó mặt dày, nó mới cưới được con Hải Yến, rồi nó mới vô được cái nhà này. Nhưng tôi cũng không thể nào tin tưởng nó 100% được. Mình cứ đánh vô lòng tự trọng của nó hoài. Lỡ một ngày nào đó nó phản lại, mình sẽ trở tay không kịp đó. Nhưng mà nó cưới được con Hải Yến là phước của nó. Ông lo nghĩ nhiều chi cho mệt. Ông cũng điều tra nó rồi mà. Nó mồ côi, nghèo khó đi lên, cho nên nó phải biết trân trọng những gì mình cho nó. Nó như vậy mình cũng dễ quản. Con Hải Yến cũng đỡ cảnh làm dâu. Nhưng mà tinh khả tinh, phòng khả phòng. Tôi sẽ cho người theo dõi công việc của nó. Chảy nước mọt khó chịu quá.
Wow. May dễ sợ. Anh ta không ám mình nữa. Chắc là hết kiên nhẫn với mình rồi chứ gì. Anh nghe đây. Anh đang làm gì vậy? Cả ngày hôm nay anh chỉnh sửa, bổ sung dự án bên Kim Ngọc. Anh xong chưa? Cũng tạm ổn rồi. Bây giờ chỉ dựa vào may mắn và em thôi. Tại sao lại dựa vào em? Thì có em đi bên cạnh anh tự tin hơn chứ sao. Trời ơi, người yêu em lâu lâu nói chuyện nịnh em ngọt ngào dễ sợ luôn á. Nếu mà mọi chuyện đã ổn rồi á thì tối nay anh đi nghe nhạc với em nha. Thôi, anh ở nhà chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Thôi mà, anh đi với em đi mà. Anh phải đi nghe nhạc để xả stress, tâm lý thiệt là thoải mái để ngày mai còn giành chiến thắng nữa. Đó không phải là gu của anh. Anh làm việc tiếp đây. Em nghe nhạc vui nha em. Anh ấy không đi nghe nhạc với mình. Chắc là lo chuyện ngày mai. Không sao, mình tự đi, tự tạo niềm vui cho mình. Anh không đi nghe nhạc với cô ấy. Ở nhà ăn chè đậu đỏ của em nấu. Để ngày mai anh thành số đỏ, may mắn thực tế hơn. Mẹ em hát nhạc Trịnh cũng hay lắm luôn á. Nhưng mà em cũng giống như anh vậy đó. Không phải gu của em. Thôi em ăn miếng đi. Thôi em không ăn đâu. Mấy bữa nay không biết sao mà bụng em thấy khó chịu lắm. Chắc là tại vì do em ăn tinh bột nhiều quá cho nên bị đầy bụng á. Bây giờ anh ăn chè ngoan đi. Em sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa khuya cho anh. Để anh có sức làm việc. Đêm nhạc đã bán hết vé từ hôm qua rồi. Giờ không dẫn khách nữa. Mong cô thông cảm. Bán hết thiệt hả anh? Em bận quá à, cho nên là không có kịp mua vé. Không còn chỗ nào luôn anh. Show dê bán ra hạn chế lắm cô. Người ta đã đặt mua hết rồi. Nghe nói có một nghệ sĩ nước ngoài về đây biểu diễn nên nhiều người muốn nghe lắm. Rồi, cảm ơn anh. Ôi, xin lỗi nha, không cố ý. Cô cố ý chắc tôi văng ra ngoài đường luôn rồi quá. Y như cái xe tải tông vô người ta vậy. Xe tải cái đầu anh á, đi đâu cũng gặp anh vậy. Sài Gòn rộng như vậy mà không biết sao suốt ngày gặp anh hoài à. Ủa Sài Gòn này của nhà cô hay gì mà không cho tôi đi ra đường. Đi coi cái nhạc đó được không? Anh đi vô đây hả? Ừ. Anh mà cũng thích nghe cái dòng nhạc này nữa hả? Mình thì không thích lắm. Nhưng mà bà nội mình thích. Cho nên người ta tặng vé cho bà nội mình. Và bà nội mình không thích tới chỗ ồn ào. Cho nên bà nội mình kêu mình đi. Vậy thôi. Nhưng mà anh có vé cho trong đây thiệt hả? Dĩ nhiên là có rồi. Anh ta... Gì vậy? Tôi thoáng nghe là có người muốn vô nghe mà không có vé vô thì phải. Thôi vậy đi, anh đưa cái vé lại cho tôi đi. Coi như là anh bán tôi với lại cái giá mà của người ta bán gì đó. Hoặc là nhỉnh hơn một chút cũng được nha. Bán? Trả tiền cho tôi hả? Xin lỗi bạn nha, mình ngoài tiền ra không có cái gì khác hết trơn. Mua bằng tiền, nghĩ sao không mua được vé đúng không? Tránh rồi bên cho người ta vô người ta nghe ca nhạc nè. Anh đúng là đồ xấu xa. Được rồi, không bán vé gì được thôi. Tôi sẽ đứng ở đây. Xong rồi đợi người tình bí mật của anh ra. Xong rồi tôi chụp hình một phát. Tối nay tôi lên bài luôn. Ha ha ha, lòi cái bộ mặt thật của cô ra rồi ha. Miệng lúc nào cũng nói là đạo đức nghề nghiệp. Thì ra là sau lưng làm bằng cái trò tiểu xảo kém sang. Vì một tờ vé mà tính uy hiếp người ta hả? Thì bây giờ đưa vé đó cho tôi đi. Tôi coi xong rồi biết đâu hả, tôi vui vẻ. Xong rồi tôi sẽ nghĩ thoáng hơn. Lúc đó đạo đức nghề nghiệp của tôi được phục hồi lại. Tôi sẽ không có đăng bài đó cho anh thì sao? Cái đồ xấu xa này, mắc mớ gì tôi phải nhường vé cho cô. Vé này vé đôi mà. Vé đôi mà nãy giờ ông nói rồi làm năn nỉ gần chết à. Vậy tôi mới biết được cái bộ mặt xấu xa của cô. Làm ba cái chuyện xấu xa đó. Nhưng mà thôi, tôi là người quân tử, không có trách tiểu nhân như cô. Muốn coi cái gì, đi theo đi, cho cô ké đó. Thank you.
giọng hát rất đặc biệt từ nước Úc trở về. Nếu như ai ở Sài Gòn cách đây khoảng 30 năm, chắc hẳn còn nhớ giọng hát của cô ấy. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Kerry Nguyễn. Và hôm nay cô ấy sẽ thể hiện nhạc phẩm Mất Anh. Em vẫn tin rằng mình đã không làm gì sai. Em vẫn tin rằng một mai ta còn chung lối. Em vẫn tin rằng anh mãi bên cạnh em, dõi theo em trong từng bước chân. Anh hứa với em rằng mình sẽ không hề lìa xa. Anh hứa với em rằng một mai ta cùng chung lối. Nhưng thế sao giờ đây chỉ riêng mình em khóc thương anh trên bia mộ đá. Giờ mình em sống trong vô cười thiệt ha. Sao? Nhìn cô y như đàn ông vậy á, ai ngờ bích ướt thấy ghê luôn á, nghe nhạc mà cũng khóc được nữa. Tại vì tôi nghe cảm động quá cho tôi bích ướt tí thôi. Còn anh thì sao? Trời, nó là tôi đi coi ca nhạc ngoại giao thôi, vậy mà bài nào cũng thuộc hết. May là chỗ đó có ca sĩ, còn không cho anh leo lên sân khấu anh hát luôn rồi quá. Tôi định lên sân khấu mà, tại tôi sợ cô cản tôi thôi. Hồi xưa tôi có người bạn á, thích nghe mấy cái nhạc đó lắm, bắt tôi nghe riết rồi tự nhiên thuộc thôi. Ai vậy? Người tình bí mật của anh hả? Không biết ai có thể chiếm trọn được trái tim của hàng tử Nam Thiên vậy ta. Bớt nhiều chuyện đi nha, bớt nhiều chuyện cho nó sang. Kiếm chuyện hoài không vui rồi đó. Hết vui thôi tôi về, mi ghê hả? Khoan. Gì? Không nỡ để tôi về hả hay sao? Đói bụng quá, dắt đi ăn đi. Trả tiền cái vé coi ca nhạc hồi nãy chứ. Hồi nãy anh đâu có kêu tôi trả tiền đâu. Hồi nãy tôi không kêu đâu, có nghĩa là tôi không lấy hả? Giờ dắt đi ăn đi, tôi hủ tiếu thôi mà. Không lẽ tôi hủ tiếu cũng bao được, keo tới vậy luôn hả? Hủ tiếu thôi chứ gì. Ừ. Làm hết hồn tưởng đòi sơn hào hải vị gì, tôi không có tiền đâu. Tôi đưa cho anh 20.000 nè, lát nữa hả anh đi ăn hủ tiếu được chưa? Gì? Làm gì vậy? Đưa 20.000 cho tôi hả? Hả? Đại thiếu gia như tôi đi lấy 20.000 đồng bạc của cô hả? Đích thân cô dắt tôi đi ăn, ăn xong rồi tự móc tiền ra trả nha. Hồi nãy tôi dắt cô đi coi ca nhạc, tôi đâu có kêu cô đưa tiền đâu. Chơi đẹp chút xíu đi chứ. Tôi dắt đi ăn được chưa? Mà công nhận á, thiếu gia như anh cũng biết suy nghĩ cho phóng viên nghèo nàn như tôi ha. Chỉ ăn những cái món bình dân, không có đồ sơn hào hải vị gì hết. Duyệt. Thấy anh biết điều như vậy á, tôi sẽ biết điều lại với anh.
tôi sẽ không đăng những cái tin về người tình bí mật. Ok. Không đăng. Ừ. Ok. Tạm tin. Thôi được rồi, để củng cố lòng tin của anh á, thì tôi sẽ xóa hết tất cả những hình ảnh và video luôn. Vậy thì khỏi. Mắc công cô xóa hết rồi, cô đổ thừa tôi là đụng chạm tới người nghiệp của cô nữa. Tôi sợ phụ nữ giận tôi lắm. Thôi dắt đi ăn lẹ đi, nhanh. Đi. Yến à, bà vô được không con? Dạ, vô đi ba. Nay con đi làm về trễ hả? Dạ không, hồi nãy con đi nghe nhạc. Ủa sao trễ rồi ba chưa ngủ đi ba? Nè, con có giận ba chuyện thằng Khôi không? Con đâu có dám đâu. Con biết là ba muốn tốt cho Đăng Khôi mà, đúng không ba? Ừ. Thằng Khôi là đứa có tài, nhưng lần này để xảy ra lỗi như vậy bà cũng thất vọng lắm. Nhưng mà hợp đồng của bà Kim Ngọc á, có một số vấn đề bà muốn làm lại, cho nên chưa chắc gì ký hợp đồng đâu. Còn nói với thằng Khôi á, ráng giành hợp đồng này đi, rồi chuyện cưới xin của hai đứa cứ như kế hoạch mà làm. Bà không muốn vì chuyện này á, mà cả nhà mất vui. Thì con ba, cảm ơn bà đã tin tưởng anh ấy. Con chắc chắn là anh ấy sẽ làm được. Ừ, dạ. Con phụ nó được gì thì phụ nghe. Bà cũng đã chịu ý con đó, cho con làm phóng viên mấy năm rồi. Lần này á, mà làm không được nữa thì đừng có trách tôi khó dễ à nghe. Con biết rồi, chắc chắn á, là con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Sẽ cố gắng hết sức luôn. Thôi, ngủ đi con. Dạ, bye bye ba. Chúc ba ngủ ngon nha. Ngày mai tụi mình cùng cố gắng nha. Ba muốn mọi chuyện êm đẹp, để ngày cưới tụi mình được trọn vẹn đó. Anh cứ yên tâm mà thể hiện nha. Xin chào giám đốc. Dạ, rất hân hạnh được biết bà. Tôi đại diện cho tập đoàn Nam Thiên. Chào cậu, mời cậu ngồi. Thì ra cậu là cháu nội của bà Minh đây á hả? Bây giờ mới thấy cậu xuất hiện. Bà nội tôi nhắc giám đốc rất nhiều. Bà nội tôi là người chỉ đạo tôi thu mua miếng đất này. Bà Minh đã mở lời thì tôi cũng phải cân nhắc lại. Dù gì thì thời trẻ tôi cũng mang ơn bà ấy vài lần. Bà ấy trong giới kinh doanh người ta gọi là người đàn bà thép đó. Ai cũng nể bà. Được bà ấy đánh giá cao về miếng đất của tôi, tôi cũng rất là hân hạnh. Nhưng nói thiệt, Nam Thiên có mặt để đấu thầu ở giờ phút chót như vậy cũng khiến tôi bối rối dữ lắm. Vô đi. Dạ thưa giám đốc, bên Hà Giang đã tới ạ. Cậu mời vô giùm tôi. Đối thủ của cậu tới rồi đó. Cuộc họp chắc là thú vị lắm đây. Dạ. Mời anh chị ngồi ạ. Chào giám đốc. Chào giám đốc. Chào cô cậu, mời cô cậu ngồi. Hôm nay tôi hân hạnh được làm việc với toàn là trai tài gái sắc không hả? Chào cô, khỏe không? Mình có duyên ghê ha. Hôm nay chắc là vui lắm đây. Tôi không biết cậu nói vậy là ý gì, nhưng mà ngày hôm nay giám đốc Ngọc là người mời tôi tới. Còn tôi chủ động tới đây tìm giám đốc Ngọc, nhưng mà chắc là tôi với anh chung mục đích. Tôi mời bên đại diện Hà Giang tới đây là tại vì còn một số những cái điều khoản còn dở dang trong hợp đồng. Nhưng mà Nam Thiên cũng rất là tha thiết muốn ký hợp đồng với tôi. Cho nên như vậy, hai bên đối tác cứ đưa ra những cái dự án của mình, bên nào phù hợp thì tôi sẽ chọn. Giám đốc cứ yên tâm, Nam Thiên sẽ không làm cho giám đốc thất vọng đâu. Cảm ơn cậu. Nhưng giám đốc Ngọc và Hà Giang đã đi đến thỏa thuận cuối cùng rồi, và chúng ta đã giải quyết được vướng mắc. Tại sao bây giờ... Chúng ta chỉ mới thỏa thuận trên miệng thôi, còn khi nào ra giấy trắng mực đen mới chắc chắn chứ. À, tôi xin phép.
Thôi, ở đây nóng quá, tôi ra ngoài tí cho mát. Nóng gì? Anh, em ra ngoài nghe điện thoại xíu nha. Chơi mà chơi nhá máy vậy? Thấy tôi hiểu ý cô ghê chưa? Chuyến đi Long Hải vừa rồi là anh đi thám thính đất của bà Kim Ngọc đó hả? Không lẽ cô tưởng tôi đi chơi thiệt hả? Bây giờ mới nhận ra sao? Hèn gì, lúc đó anh nghi ngờ tôi là người của Hà Giang cài theo. Ủa, mà có người nói với tôi là không có liên quan tới chuyện của công ty mà sao hôm nay có mặt ở đây vậy ta? Thì thôi, tôi nói thẳng ra cho dễ nha. Tôi với anh Khôi chắc chắn là phải đem cái dự án này về cho Hà Giang. Anh Khôi muốn lấy lại niềm tin của ba tôi, để anh chứng minh là anh có thể làm chồng của tôi. Và để đám cưới cho tụi tôi á diễn ra được êm đẹp. Trời ơi, chồng của cô tự ti tới mức độ phải nhờ vợ sắp cưới của mình đi năn nỉ giùm luôn á hả? Không phải, anh không có biết tôi làm mấy chuyện này. Và nếu mà anh biết á, anh tuyệt đối cũng không có cho đâu. Ok, vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Cô sợ anh ta không thắng nổi tôi hả? Phải tin tưởng vào chồng tương lai của mình chứ. Tôi tin anh ấy, nhưng mà tôi cần chắc chắn là anh ấy sẽ thắng. Cảm ơn cô đã đề cao tôi nha. Nhưng mà ở trên thương trường đó là chiến trường. Cô làm vậy khó cho tôi lắm. Làm vậy là đụng chạm tới chuyên môn của tôi rồi đó. Tôi không hứa được đâu nha. Thôi cô đi vô trong đó trước đi. Mà không có ai nhìn thấy, người ta tưởng cô với tôi có gì với nhau á. Em nói chuyện điện thoại với nhà mà lâu quá vậy? À, dạ. Hay là ba sốt ruột? Em có chuyện nói chuyện với tài soạn à. À, xin lỗi, để các bạn phải chờ lâu. Tôi có chuyện đột xuất phải giải quyết. Vì đây là dự án lớn, lâu dài, cho nên tôi cần phải chọn kỹ đối tác. Tôi cần xem bản chi tiết của hai bên, rồi lúc đó mới đưa ra quyết định. Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ gửi bản chi tiết về dự án này cho giám đốc, với những điều khoản có lợi cho hai bên, bằng chính thực lực của Nam Thiên. Cảm ơn cậu. Giám đốc cứ an tâm, tôi cũng sẽ gửi sớm nhất. Hà Giang không thua kém vì Nam Thiên đâu. Được, chúng ta thỏa thuận vậy đi. Hẹn mọi người vào một ngày gần nhất, lúc đó hai bên sẽ trình bày bản kế hoạch của mình. Kinh nghiệm của em á là bà Kim Ngọc chưa đồng ý với mình, có nghĩa là bà ấy vẫn cho mình cơ hội nữa. Hoặc là bà ấy còn muốn điều gì nữa. Nè. Cá tới miệng rồi, còn bị hụt mất nữa. Chắc chắn là cái thằng công tử bột đó giở trò chứ gì. Mình cố gắng ở lần gặp tới. Em tin anh. Ủa, mà lúc nãy hắn nói gì với em vậy? Hắn ta chỉ nói lung tung, nói điên khùng mà, em cũng không để ý nữa. Nè, anh nghỉ ngơi đi, cũng đừng có lo lắng nữa. Em nghĩ là chúng ta sẽ làm được thôi. Nha, tối nay anh nhớ qua nhà em ăn cơm nha. Mẹ em có chuẩn bị cho anh rồi đó.
Chắc là ba mẹ nghĩ hôm nay mình thắng cho nên nấu cơm thôi. Anh đừng có nói như vậy mà. Xem như bữa cơm này là bữa cơm động viên cho hai tụi mình đi. Yên tâm là em vẫn ở bên cạnh anh mà. Con gái thời nay á, ai cũng ngại lấy chồng á, sợ sanh con đẻ cái. Còn muốn làm mẹ đơn thân á, coi đàn ông á như cái móng tay á. Còn con á, sao mà háo hức muốn sống vào cuộc sống hôn nhân vậy? Con đi nhiều cho nên là con cũng biết người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà con thấy cuộc sống hôn nhân á, nó rất là ấm áp, ngọt ngào và khiến cho người ta sống có trách nhiệm hơn nữa đó chú. Nhưng mà cuộc sống gia đình đó con có những lúc á mệt mỏi nhức đầu lắm con. Không sao đâu, con sẽ cố gắng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của bây giờ. Còn chuyện sau này thôi để sau này tính. Tình yêu em dành cho anh không có gì có thể thay đổi được, nó là mãi mãi. Những gì ba mình chịu được không thể phút chốc tan biến như một phút yếu lòng của mình được. Chú biết không, anh Khôi là thích cái món này nhất luôn á, nhưng mà dạo này con thấy ảnh lao lực quá à. Ủa mà sao giờ cậu Khôi chưa tới con, mà con dọn sớm quá nó nguội hết. Mà ông bà cũng chưa xuống mà. Trời ơi, chú không nhắc là con quên luôn á. Để con gọi điện thoại cho ảnh nha. Anh nghe đây. Anh gần tới chưa? Anh đang trên đường tới. Em nói với ba mẹ do kẹt xe anh tới hơi trễ chút xíu. Dạ, anh tới nhanh nhanh nha. Anh biết rồi. Thằng Tùng đâu? Tôi gọi rồi, nó đang trên đường về. Nhà có hai đứa con à, không có đứa nào đái hoài tới chuyện kinh doanh hết. Hợp đồng người ta ăn trên đầu trên cổ, không làm gì được hết. Bây giờ anh La Cà về tới nhà rồi. Anh La Cà chào tất cả mọi người nha. Dạ, thưa mẹ con mới về. Ủa, sao mọi người không ăn đợi con chi vậy? Hôm nay đồ ăn ngon quá vậy. Ủa, có món gà nè. Đây, để... Dán cờ bà Kim Ngọc đó, Nam Thiên lật lại rồi. Cho nên chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Mình phải nhanh tay hơn mới được. Ủa sao mấy cái việc đó ba giao cho Đăng Khôi rồi mà sao ba còn lo lắng hoài vậy? Chừng nào hợp đồng giấy trắng mực đen mang tên Hà Giang rồi hẳn hay. Khinh địch á là có ngày bị thất bại thảm hại. Bị một lần rồi chưa sợ sao? Thôi 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 được rồi mẹ ơi. Mấy cái chuyện đó mình nói sau nha. Bây giờ còn đói bụng dữ lắm rồi. Hôm nay có cái món gà. Cái gì? Biết điều chút đi. Đây không phải là món dành cho anh, biết chưa? À, hiểu rồi ha, hiểu rồi ha. Nè, anh ăn đi. Đây là món phong ba bảo táp của em đó. Cảm ơn em. Hải Yến ơi, có chuyện rồi. Qua đây xem nè em. Chuyện gì chị? Qua đây nè. Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy chị? Nè, em coi nè. Vụ này hot dữ ha. Mà em cũng đi săn tin về cô hoa khôi Diễm Ái này ở Long Hải. Mà sao không bắt được vụ này ha? Chị biết em mà. Em đời nào đăng mấy cái tin xăm xôi chuyện cá nhân của người ta. Mà kể ra cũng tội nghiệp cho cô hoa khôi Diễm Ái này. Vừa mới được đi bài hay ở bên tạp chí mình.
thì bây giờ lại dính tin đồn hẹn hò ở Long Hải. Mà cái bài viết này á, sao chị thấy nó rất là lủng củng rồi chấp vá, sao tin được ha? Ủa mà sao giống hình em chụp quá vậy? Là em viết bài này sao? Đây đúng thật sự là hình của em, nhưng mà em không có viết. Chị biết tính của em mà, em đời nào đăng mấy cái bài kiểu này, đã vậy còn trên báo lá cải nữa. Việc này mà đến tai của tổng biên á thì nguy cho em rồi. Nghi vấn Hoa Khôi Diễm Ái hẹn hò cùng thiếu gia Hoàng Thiên tại Long Hải, tại sao lại như vậy chứ? Dạ em nghe này tổng biên. Qua phòng gặp tôi gấp. Dạ em qua liền. Là tổng biên gọi đó. Chị linh tính là có điều gì không hay rồi. Alo. Cô cũng nham hiểm thiệt ha. Vừa mới nói với tôi là sẽ không bao giờ đăng bài báo đó. Lập tức bài báo được đăng liền. Kêu tôi tin cô. Tôi đã tin cô đó cô gái à. Vậy mà giờ cô quay xe chơi tôi vô quá đau. Tôi không phải là người đăng bài đó. Anh tin hay không thì tùy anh. Dĩ nhiên là không thể nào tin cô được rồi. Tự mình coi lại bài báo đó đi. Tất cả mọi thứ trong bài báo này đều chứng minh cô là người đăng. Dù cho ở dưới có đề tên của ai đi chăng nữa. Tôi đã nói là tôi không có đăng bài đó lên mà. Đừng có thái độ với tôi. Tôi mới là người giận nè. Vậy mà còn kêu tôi giúp cô cái vụ Kim Ngọc hả? Còn lâu tôi mới giúp cô nè. Nằm mơ đi. Cô ta dám chối hả? Dám làm mà không dám nhận. Không cô ta thì là ai chứ? Tức thiệt. Lớn già đầu để cho con nhảy ranh này nó lừa. Hết nói tôi có người tình bí mật này, ngày mai qua hậu này, ngày mốt hot girl kia. Bộ bây giờ hết cái gì để đăng rồi hả? Đăng bá láp bá xàm hoài vậy? Chị hy vọng mọi người xem bài báo này. Không ai nghĩ ông là có thêm người tình bí mật nào nữa. Mà cũng dám lắm. Mấy cái báo lá cải mà. Suốt ngày bới móc đời tư của người khác để làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ tìm cách giải quyết nè. Thank you.
Như vậy là tất cả những hình ảnh và video đều có chữ ký chìm mà hi hi của Hải Yến đúng không? Dạ, đây là thói quen của Hải Yến mà hầu như chỉ có em với lại Hải Yến biết thôi. Ít người để ý lắm đó sếp. Nếu nói như vậy thì bài viết này chắc chắn là của Hải Yến rồi. Hải Yến là một phóng viên chính thức của tòa soạn mà viết bài đưa vào báo khác. Kết quả như thế nào cô hiểu mà. Dạ, sẽ bị cho thôi việc. Nhưng mà em nghĩ mình cũng nên làm rõ chuyện này với lại Hải Yến đó sếp. Bởi vì từ trước tới giờ là Hải Yến không có thích những cái dạng tin bài lá cải như thế này. Cô cũng là một phóng viên lâu năm của tạp chí mình, lại rất là có tiếng nữa. Đâu có thiếu tiền đâu mà phải làm việc hai ba nơi hả sếp? Được rồi, nếu nói như vậy thì cô kêu Hải Yến vô đây để tôi gặp nói chuyện với Hải Yến. Dạ sếp. Dạ em nghe chị. Alo Yến ơi, em qua phòng tổng biên gặp chị với tổng biên gấp nha em. Dạ dạ em biết rồi. Đúng thật là những video và hình ảnh là của em. Nhưng mà bài này không phải là em viết. Tổng biên nhìn vào cái nội dung của bài kìa. Đây là nội dung mấy câu view mà. Từ xưa đến giờ em có viết như vậy đâu. Nhưng mà sự thật đã rành rành như vậy rồi, cô còn chối cái gì nữa. Em nghĩ là có người đánh cắp hình ảnh và video của em để làm ra những cái chuyện như vậy. Nhưng mà có bằng chứng gì không mà cô dám nói vậy? Em muốn đối chất với một người. Đừng có vu khống với tôi. Dạ thưa sếp, không thể căn cứ vô những cái hình ảnh trên clip như vậy á mà quy chụp tôi là ăn cắp clip với lại hình ảnh của cô Hải Yến được. Điều đó rất là vô lý. Hồi nãy giờ tôi chỉ cho anh xem camera thôi mà, có nói anh ăn cắp gì của tôi đâu. Sao tự nhiên thái độ của anh mạnh đến như vậy? Hay là lại ông tôi ở buổi này hả? Cô giỏi lắm. Thôi được rồi, ăn cắp tài liệu của đồng nghiệp rồi lén lút viết bài cho báo khác. Cậu biết là tương lai của cậu đi gì đâu đúng không? Sếp. Alo, Sư Phong nghe. Dạ. Giới thiệu người mới. Dạ rồi, chúng tôi qua liền. Gì vậy? Tổng giám đốc kêu qua phòng kinh doanh. Mọi người cứ ngồi xuống làm việc đi. Ngồi xuống đi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Jessica Nguyễn. Cô ấy vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing ở Úc về. Trước mắt cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí làm trợ lý cho giám đốc kinh doanh Hoàng Thiên để hỗ trợ việc xây dựng cho các dự án sắp tới của công ty chúng ta. Dạ, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị ạ. À, lớn chuyện rồi. Sao tổng giám đốc tuyển trợ lý cho tôi mà không nói cho tôi biết vậy ta? Thiên à, ba tìm người giỏi cho con đó. Jessica đây có chuyên môn sâu rộng, có thể cùng với Xuân Phong quán xuyến công việc cho con khi con bận việc ở bên ngoài. Dạ, rất mong giám đốc sẽ chiếu cố tôi ạ. Bất ngờ quá. Lâu lâu lên công ty tự nhiên cái xuất hiện một cô trợ lý xinh đẹp. Công ty này cũng nhạy bén ghê ha. Mới khen bên công ty Kim Ngọc có nhiều nhân viên nữ xinh đẹp, tự nhiên hôm nay xuất hiện nhân viên nữ xinh đẹp công ty của mình. Ông mét ba tôi để ba tôi tuyển trợ lý cho tôi. Tôi vô can, tôi cũng đang bất ngờ vậy cô ấy nè. Cô gái, cô là ai vậy? Cô từ đâu tới mà để ba tôi phải giới thiệu một cách trang trọng vậy? Dạ, xin giới thiệu với các anh chị. Em là Jessica Nguyễn. Mọi người có thể gọi em là Ánh Tuyết cũng được. Em học marketing ở Úc và đã có kinh nghiệm vài năm ở bên đó. Em đã nộp đơn vào Nam Thiên cả tháng nay rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay mới nhận vào công ty. Được làm việc ở Nam Thiên thì bắt đầu từ vị trí nào em cũng sẵn sàng hết. Tốt, có ý chí cầu tiến. Học ở bên Úc, tốt nghiệp ở bên Úc, làm việc ở bên Úc, xong rồi bây giờ quay trở về đây làm nhân viên quèn hả? Thiên, còn lại lên báo nữa rồi đó, vẫn còn hóng hách được sao? Ba để ý chị vậy ba? Con lên báo hoài mà vài bữa người ta quên thôi. Thôi được rồi, con nhận cổ. Cho cổ thư việc một tháng, nhưng mà làm không được việc con sa thải đó nha. Được,
con cứ làm theo quy định của công ty. Nhưng mà không được, ma cũ bắt nạt ma mới đó. Nếu như mà giám đốc kinh doanh đây giải quyết không có thỏa đáng, mọi người cứ báo cáo cho tôi biết. Dạ. Vậy nha. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Trợ lý của tôi ông cũng tuyển. Vậy ông là cái gì của tôi vậy? Ê, tôi là phó phòng nha. Vẫn là trợ lý. Mà bây giờ có cô trợ lý xinh đẹp đó thì tôi khỏe hơn. Chứ suốt ngày chạy với ông nhong nhong ngoài đường hoài, có làm được gì đâu. Bây giờ ông cũng nói vậy đúng không? Mà nè, tôi thấy ông quan tâm hơi thái quá đó nha. Hay là do ba ông giới thiệu? Bớt tào lao đi. Điều tra hồ sơ nhỏ đó cho tôi. Con cái nhà ai, ở đâu làm cái gì? Tất nhiên rồi. Khoan đã. Hình như cô ta hơi quen quen. Tôi gặp ở đâu đó rồi. Bớt bắt chước cái kiểu nói chuyện giống tôi đi nha. Chắc là bóng hồng này đã từng lướt qua cuộc đời tôi rồi. Mảnh tình dắt dai cũng không có, là màu quá. Đi chơi sung sướng, cũng không cho mình nghỉ ngơi nữa. Không biết theo dõi ông này đến khi nào nữa. Cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật, cầu cho dự án Kim Ngọc mau mau kết thúc, cho con được ăn ngon, ngủ kỹ. Anh Khôi, sao cô lại ở đây? Sáng nay em có nói là em sẽ đến lấy quà mà em đã tặng cho anh. Em thấy anh im lặng nên em nghĩ là anh đã đồng ý. Nhìn anh có vẻ đang lo lắng hả? Anh sợ Hải Yến biết đúng không? Sao cô biết Hải Yến? Em còn biết là anh đã đính hôn với cô ta nữa kìa. Tất cả những chuyện của anh em đều biết hết. Kể cả chuyện anh vào Hà Giang chiếm được trái tim của con gái cưng ông Hà, còn sắp làm rễ quý. Chúc mừng anh, bởi vì anh đã đi đúng hướng. Nếu như cô đã biết hết vậy tại sao còn đến đây? Cô muốn gì? Em không dám đòi hỏi gì ở anh hết. Em về đây cũng có kế hoạch riêng của mình. Chỉ là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu như mà sự xuất hiện của em ở đây làm cho anh cảm thấy phiền, em xin phép. Tuyết, Tuyết, em có sao không? Đừng đợi đi. Ê, tôi kêu ông đi điều tra con nhỏ đó, làm gì nhìn điện thoại hoài vậy? Đi điều tra con nhỏ đó cho tôi. Tôi đi công chuyện đây. Khoan đã. Hình như cô trợ lý của ông có gì đó mờ ám với con rể của Hà Giang. Coi đi. À, thì ra cô bé si tình đó đang bị cắm cái sừng dài 18 mét. Tội nghiệp ghê. Vậy bây giờ tin sao? Thân với Đăng Khôi như vậy, tự nhiên tới công ty tôi xin làm trợ lý. Không biết tôi nghĩ gì rồi đúng không? Không ngờ mới vô công ty mà con đã giúp Hoàng Thiên gỡ một rắc rối không hề nhỏ. Dạ, thật ra là chuyện này ai cũng có thể làm được hết. Chỉ là con nhanh tay hơn với lại có mối quan hệ rộng hơn một chút xíu thôi. Hơn nhau ở chỗ là nhanh tay hơn và có mối quan hệ rộng.
chúc mừng con đã chào Sơn một cách vô cùng xuất sắc. Con cảm ơn tổng giám đốc. Thôi, bây giờ chú có công việc phải đi. Vậy hen. Tạm biệt mọi người nha. Dạ. Trước giờ những chuyện như vậy toàn là anh xung phong phụ trách không mà. Bây giờ chị nhanh hơn một bước rồi nha. Đúng là du học về có khác ha. Chị Tuyết á, đáng lẽ phải làm bên phòng marketing mới đúng á. Chứ làm trợ lý bên phòng kinh doanh hả? Không có đất dụng võ. Đúng rồi. Dạ mấy anh chị đừng có khen em nhiều quá. À, tối nay em mời mọi người ăn tối nha. Coi như là tiệc chào hỏi của em được không? Được, được. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng ông nha. Kiếm được cô trợ lý giỏi hơn cả tôi nữa. Từ nay xuân phong giải nghệ rồi. Đi với tôi. Nè, không có chuyện gì đâu. Giám đốc dặn dò nhân viên mới thôi. Lo làm việc đi. Anh Thiên, làm cái gì vậy? Ngồi xuống đó tôi nói chuyện với cô. Có chuyện gì sao anh không nói ở phòng làm việc mà phải lôi em xuống đây? Tôi nói cô ngồi xuống. Chúc mừng cô nha. Chúc mừng cô đã ghi điểm với ba tôi trong chuyện giải quyết mấy vụ lùm xùm mấy bài báo lá cải với chị tôi. Anh lôi em xuống đây vì để cảm ơn em thôi hả? Đó là trách nhiệm của người trợ lý nên làm mà. Nhưng mà anh cảm ơn em bằng cách này thì hơi lạ đó. Bỏ chuyện đó đi. Cái này phải là cô. Giang dưới với con rể của Hà Giang. Cô tới công ty này với mục đích gì? Tại sao anh lại cho người theo dõi em? Chúng tôi chưa biết cô. Theo dõi cô làm gì? Chúng tôi chỉ đang điều tra đối thủ của công ty thôi. Nhưng thật không ngờ cô gian dối với hắn. Tôi chắc chắn với cô một điều là giám đốc của tôi sẽ không tin dùng cô đâu. Em ở Úc 5 năm, suốt ngày chỉ biết đi học rồi đi làm. Em không có thời gian quen bạn trai. Nhớ tiếng Việt quá, cho nên là em đã lên mạng rồi kết bạn với anh ấy. Vừa về nước là em đã chạy đi gặp anh ta. Nhưng mà em không ngờ là anh ấy đã hứa hôn với người con gái khác mà giấu em. Cô bớt diễn trò đáng thương đi. Mắc công mọi người lại nghĩ hai chúng tôi mang cũ ăn hiếp ma mới, rồi đến tay tổng giám đốc nữa. Phong, con đi làm việc đi. Anh tin em đi anh Thiên. Em đã hoàn toàn chấm dứt với anh ta rồi. Bây giờ em chỉ toàn tâm toàn ý tập trung làm việc có Nam Thiên thôi. 24 giờ anh gọi em bất cứ lúc nào em cũng sẽ có mặt mà anh Thiên. Anh tin em nha. Cô tới đây làm được bao nhiêu tiền lương cũng chưa biết. Cô bán hết thời gian cho tôi hả? Dạ. Dạ anh Thiên, anh xem giùm em cái hợp đồng này để em chuyển qua cho khách hàng nha. Tôi phải coi kỹ lại cái này. Cô đi làm việc đi. Dạ. Hên cho cô là bây giờ tôi có việc phải giải quyết. Cô lo đi làm tốt công việc của mình đi. Con đã chính thức bước chân vào Nam Thiên rồi. Kế hoạch của mẹ con mình, con đã đi được những bước đầu tiên. Mẹ đợi con một thời gian nữa.
nhất định con sẽ lấy lại những gì mẹ đã mất. Việc lấy lại những gì mà chúng ta xứng đáng có được là điều nên làm. Danh phận là thứ mẹ con ta nên lấy lại, cho dù phải trả bằng giá nào đi nữa. Những lời mẹ dặn bao nhiêu năm qua con chưa bao giờ quên. Đời nào yên lặng vàng vui chiều nay, tôi nào ngồi hát với bài nàng trời, tôi nào ngơ ngàng tìm tiếng gió heo mây. Tuổi nào thì cũng phải biết đúng cái nơi mà mình thuộc về, sống sao cho xứng đáng để con cái nó còn kính trọng mình nữa. Mẹ à, con chỉ hoài niệm những gì đã qua thôi mà mẹ. Thì mong là đó chỉ là hoài niệm của con, chứ còn hiện tại thì Lệ Bình nó đang cần con đó. Mẹ đừng có nhắc chuyện này nữa được không? Bao nhiêu năm qua mẹ nhắc chuyện này hoài à, con phát chán rồi đó. Chán cũng phải nghe. Có những thứ mà nó theo mình suốt đời chỉ vì một bước sai lầm thôi. Thì con sai, con biết là con sai lầm mà. Mẹ lúc nào cũng đúng hết đó. Cuộc đời của con toàn là những sai lầm, được chưa mẹ? Con bình tĩnh lại đi Nam à. Cái cô gái mà con tuyển làm trợ lý cho Hoàng Thiên á là ai vậy? Dạ thì con của người bạn. Ủa mà có chuyện gì không mẹ? Từ lúc nào mà tuyển một cái vị trí thấp như vậy con cũng phải thông qua mẹ nữa. Tại mẹ thấy lạ cho nên mẹ hỏi. Mẹ thấy là Hoàng Thiên nó đã có trợ lý là thằng Xuân Phong rồi, thế thì tại sao con lại tuyển thêm trợ lý làm chi nữa? Từ bao giờ mà con lại phải đi tuyển nhân viên cấp thấp vậy hả con? Trời ơi, tại mẹ không biết thôi. Thằng Thiên cháu của mẹ đó lúc này nó lơ là công việc quá, cho nên con phải... Con cử thêm một người để kiểm soát nó chứ gì. Mẹ, vậy thì trả lời câu mẹ hỏi nha. Cô gái đó là ai? Xuất thân như thế nào? Có cần thiết như vậy không mẹ? Con cũng phải có quyền quyết định trong công ty chứ. Nam à, thời gian gần đây con có liên hệ với mẹ con nó không? Chuyện qua lâu rồi mà mẹ. Họ ở đâu con còn không biết nữa, làm sao liên lạc? Vậy thì mẹ yên tâm, gia đình mình đang sống yên ổn đó. Mẹ yêu cuộc sống bình yên này. Mẹ à, nếu mẹ con họ trở lại thì sao hả mẹ?